Sáng ngày 12 tháng 8, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng tham gia ẩu đả tại quán karaoke ở quận Thốt Nốt, khiến nhiều người bị thương. Trước đó, lúc 2 giờ sáng ngày 9 tháng 8, tại quán karaoke Vạn Phát, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, nhóm của Hồ Minh Sơn, 33 tuổi, chủ quán karaoke đang ngồi nhậu, thì nhóm của Trà Văn Tình, 31 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, đến thuê phòng hát karaoke. Nhóm của Tình vào ca hát được 5 phút, thì Đặng Yến Nhi, 18 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên phục vụ báo với chủ quán bị Nguyễn Hoàng Khánh, một người trong nhóm của Tình đánh. Nghe vậy, Sơn đến nói chuyện với Thái Văn Dũng, người thuộc nhóm của Tình, nhưng cả hai lời qua tiếng lại, dẫn đến ẩu đả. Trong lúc hai nhóm hỗn chiến, Tình đã dùng dao đâm khiến Tấn Kiệt, Anh Kiệt, Huỳnh Đức, Tấn Duy thuộc nhóm của Sơn bị thương tích nặng. Đến rạng sáng ngày 12 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Công an quận Thốt Nốt bắt được Tình, Dũng, Nguyễn Thị Ngọc, 30 tuổi, Lê Nguyễn Ngọc Nhi, 29 tuổi. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tạm giữ hai đối tượng trong nhóm của Tình là Nguyễn Hoàng Khánh và Lê Vĩ Khang. Sáng ngày 12 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hoàng Công Thành, 51 tuổi, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cục Thuế tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Thành do liên quan vụ tai nạn giao thông làm chết người. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 8, ông Thành lái ô tô di chuyển từ thị trấn Khe Sanh đi lên thị trấn Lao Bảo. Khi đến km 70+300 tuyến quốc lộ 9 thì tông vào xe máy do một người phụ nữ chạy theo hướng ngược lại, khiến chị này bị chấn thương nặng và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện. Thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng thực hiện đo nồng độ cồn đối với ông Thành và cho kết quả 0,13mg một lít khí thở. Ngày 12 tháng 8, Công an phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ cướp tại tiệm vàng Kim Ngọc Phát trên đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11 tháng 8, một nam thanh niên đi bộ đến tiệm vàng Kim Ngọc Phát, yêu cầu nhân viên cho xem hai cái lắc vàng, hai dây chuyền, một mặt dây chuyền, một chiếc nhẫn vàng, tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Hơn một tiếng sau, lợi dụng lúc cửa hàng đông khách, nhân viên không kịp quan sát, nam thanh niên bỏ chạy cùng một chiếc lắc vàng và một chiếc nhẫn. Sau đó, đối tượng bị nhân viên tiệm vàng và người dân bắt giữ khống chế. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Long Bình đã có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, nghi can được xác định là Lê Tấn Đạt, 25 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, thường trú tỉnh Bình Phước. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã lấy lời khai những người liên quan, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ việc. Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lúc 20 giờ 20 phút ngày 11 tháng 8, lực lượng đã bắt được đối tượng Lê Đình Thức, 44 tuổi, trú thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tại cánh đồng thôn Xuân Triều, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, do nghi ngờ người hàng xóm 70 tuổi ở thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà ném đá vào nhà mình, nên Thức đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thức đã bỏ trốn. Để truy bắt đối tượng, trong 5 ngày qua, các đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện chốt chặn, vây bắt. Sáng ngày 12 tháng 8, ông Trầm Quế Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe ở lòng hồ thủy điện, khiến hai người tử vong. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 11 tháng 8, một chiếc ghe đang di chuyển trên hồ thủy điện sông Tranh 4, đi từ xã Tiên Lãnh qua xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức. Khi còn cách bờ khoảng 20 mét, ghe bị lật. Lực lượng chức năng đã cứu sống được 6 người. Tuy nhiên, cháu bé 11 tuổi khi được người dân vớt lên đã tử vong, còn ông H, 46 tuổi bị mất tích. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân còn lại đã được tìm thấy. Theo ông Hương, thời điểm xảy ra vụ việc, trên thuyền có 8 người. Buổi sáng, nhóm người này qua bên kia sông thăm trại chăn nuôi. Trên đường trở về thì xảy ra sự việc đau lòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất, giao khoán đất,
đối với công ty cổ phần mía đường La Ngà, xã La Ngà, huyện Định Quán. Theo đó, công ty cổ phần mía đường La Ngà được giao quản lý hơn 4.224 hectare đất trên địa bàn để trồng mía, sản xuất đường, làm phân bón, nhưng chỉ có hơn 3.520 hectare đất sử dụng đúng mục đích. Hơn 268 hectare đất đã bố trí làm nhà ở cho gia đình cán bộ, công nhân viên của công ty. Hơn 98 hectare đất chưa sử dụng và hơn 334 hectare đất bị người dân lấn chiếm. Kết luận thanh tra xác định, công ty cổ phần mía đường La Ngà chỉ trực tiếp sử dụng một phần diện tích đất được giao. Phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã thực hiện giao khoáng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là trái với quy định trong quản lý sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đơn vị chức năng chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh xác minh làm rõ những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại công ty cổ phần mía đường La Ngà.